canh có biết là chị em phụ nữ cần bao nhiêu phút để được lên đỉnh không? Đối với những cái chị em mà khó có thể lên đỉnh được ấy, thì chị em cần ít nhất thời gian từ 10 đến 18 phút cho màn dạo đầu, và cần tiếp theo 10 phút các anh cho củ khoai vào lò dập với cái tốc độ thật là nhanh, thật là mạnh thì chị em mới ra được. Nhưng mà tuy nhiên thì em biết một điều là không phải ai cũng có thể làm được việc đó. Bởi vì nếu mà muốn làm được việc đó thì cần phải có tình yêu này, rồi là cần phải có, từ đó nói chung là cần phải có tình yêu, rồi là cần phải có cảm xúc thì mới làm được, đúng không ạ? Và cần phải luyện tập xìn xú ở bên nhà em thì mới có thể kéo dài được thời gian hàng giờ đồng hồ được. Và những anh nào mà muốn trải nghiệm kẹo hammer hay còn gọi là kẹo bố yêu ở bên nhà em, để sau hiệp 1 lại muốn hiệp 2, sau hiệp 2 lại muốn hiệp 3, mà cái cảm xúc ở hiệp 2, hiệp 3 nó y như lúc chưa làm gì ấy. Và đặc biệt hơn là sẽ giúp khẩu súng của các anh sẽ to và gân guốc hơn nhiều đấy. Và có thể làm chủ được cuộc chơi, kéo dài được thời gian hẳn 30 phút, muốn khi nào ra cũng được. Các anh inbox ra cho em để được tư vấn chi tiết hơn nha.